Đại hội Công đoàn Công thương Việt Nam lần thứ 3 nhiệm kỳ 2018-2023 vừa được tổ chức tại Hà Nội đã bầu 41 đồng chí vào Ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Dự đại hội có hơn 400 đại biểu chính thức đại diện cho gần 190.000 cán bộ công nhân viên chức ngành công thương. Nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp công đoàn đã tập trung triển khai nhiều hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, đã vận dụng sáng tạo và tổ chức nhiều phong trào thi đua, nhiều hội thi mang tính ngành, nghề phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiệm kỳ 2013-2018, toàn ngành công thương có hơn 109.525 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận, làm lợi hơn 1.400 tỷ đồng. Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường và Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đã trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Công đoàn Công thương Việt Nam vì những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.